ở xe không có khái niệm là làm hết sức chơi hết mình, mà làm hết sức và chơi kiệt sức, đó chính là xe. Và chúng ta cũng có rất là nhiều hoạt động về chia sẻ các tình yêu, chia sẻ với những người, những cái sự bất hạnh của các bên ngoài thị trường, những người nghèo, những người gặp khó khăn. Và nếu như các bạn đang ngồi đây, nếu như các bạn là những người có tinh thần ở can do, không gì là không thể, và chúng ta luôn muốn giành được chiến thắng. Nếu như chúng ta là những người chủ động, nhiệt huyết mà muốn tạo ra sự khác biệt, nếu các bạn có những kỹ năng về phân tích, tất nhiên không phải đòi hỏi quá nhiều, cái này nó tùy thuộc vào từng vị trí, nhưng mà không phải luôn luôn bắt buộc là phải làm kỹ năng phân tích. Nếu chúng ta có kỹ năng tương tác với người khác, tức là chúng ta không phải là người tốt kỹ hơn, mà chúng ta phải biết cách giao tiếp tương tác với người khác, và chúng ta có khả năng thuyết phục được người khác, chúng ta sẽ đưa ra những giải pháp mà đôi bên cũng có lợi, nếu chúng ta có tinh thần đồng đội và muốn phát triển năng lãnh đạo, và nếu chúng ta sẵn sàng làm việc chăm chỉ và sẵn sàng travel, tức là sẵn sàng đi xuất phát, thì đó là những bạn sẽ phù hợp với sale đó. Rồi các bạn có sẵn sàng để gia nhập vào sale chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Xin cảm ơn các bạn. Thì đây chính là công danh mà bộ phận sale chúng ta cần tìm kiếm các bạn.